Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio và lại là mình, Minh Cận đây. Và hôm nay thì mình xin tuyên bố đó chính thức là Acer Nhi Chuông 5 đã quay trở lại rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà mình thấy nó cứ chi nó nào ấy. Rõ ràng là trong tên của nó thì cũng là Nhi Chuông 5 đấy, nhưng mà số 5 lại là số 5 La Mã. Và nếu mà để nói là so sánh với lại những cái phiên bản Acer Nhi Chuông 5 trước đây thì mình thấy là nó còn thua xa. Thế nhưng nếu như nó chỉ đơn thuần là một chiếc laptop nó thua Acer Nitro 5 nhưng lại vẫn có những cái mức giá, những cái trang bị rất là tốt giống như là Acer Aspire 7 đã từng làm trước đấy, thì có lẽ là chúng ta lại đã không có chuyện gì để nói. Thế nhưng mà cái chiếc laptop Acer Nitro V này này thì nó lại rất là nửa này và nửa kia. Vậy nên là ở trong video này thì tôi xin nói thẳng luôn là tôi xin phép được chê Acer Nitro V 2024. Và chê những cái gì và tại sao chê thì hãy cùng mình đón xem ở ngay sau phần intro nhá. À thì nói chê là cho nó đào to búa lớn thế thôi. Thật ra là chiếc Acer Nitro V này thì nó vẫn có những cái ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên với cái mức giá hiện tại mà chiếc laptop này nó đang sở hữu thì mình thấy rằng là nó sẽ có nhiều nhược hơn là các cái ưu điểm của nó. Thế nên là chúng ta hãy đến với những cái nhược điểm trước nhá. Thì cái nhược điểm đầu tiên nó đến từ ngay những cái trải nghiệm cầm nắm của mình, đó chính là về phần hoàn thiện. Thì thật ra là ở dưới cái tầm giá 20 triệu ấy thì đa phần những chiếc laptop gaming nó cũng sẽ chỉ được hoàn thiện hoàn toàn là bằng nhựa mà thôi. Nhưng mà cái phần vỏ của Acer Nitro V thì nó đem lại cho mình một cái cảm giác nó rất là bám mồ hôi và vân tay, giống như là cái phần vỏ của Acer Nitro 5 phiên bản 2021. Và cái phần khung này thì nó cũng không được quá là chắc chắn đâu. Nếu như chúng ta phải so với những lốc hay là túp hay là cái phiên bản Acer Nitro 5 trước đây đi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có phần nào đấy là không chắc chắn bằng. Chưa kể nhá, nó lại còn đi kèm với một quả bản lề Egolip mà thật sự là ở trên những chiếc laptop gaming với hiệu năng cao xong lại còn to nạc thì mình thấy rằng là bản lề Egolip nó không đem lại một cái hiệu quả nào đấy quá là rõ ràng, mà nó lại còn làm cho chiếc laptop chúng ta nó có phần nào đấy nó thêm rung lắc và nó ít chắc chắn hơn so với việc là chúng ta đặt nó trực tiếp ở trên mặt bàn. Nói chung là với cái chất lượng hoàn thiện như thế này, nếu như nó xuất hiện ở cái tầm giá từ 15 đến 16 triệu, tức là cái tầm giá của Aspire 7 trước đây ấy, thì nó rất là ok rồi. Nhưng với cái tầm giá là từ 18 đến 19 triệu như thế này phải đấu với những túp hay là lốc thì thật sự là nó lỏ vãi đạn các bạn ạ. Và cái điểm mình chê thứ hai đó chính là về thiết kế. Nó sở hữu một cái thiết kế rất là nửa nạc, nửa mỡ. Một chiếc laptop gaming thiên về hiệu năng, đưa vào đây hai quạt rồi xong lại vẫn đi kèm với một cái bản lề Egolip mà theo như mình vừa mới nói trên ấy, nó không đem lại cái sự thay đổi quá là rõ rệt với những chiếc laptop gaming thiên về hiệu năng cao. Xong rồi cái họa tiết thiết kế của mặt lưng thì trông có vẻ là đẹp, có vẻ là hầm hố đấy, nhưng mà lại đi kèm với lại một cái tổng thể máy nó có phần nào đấy là đơn giản, vuông vức. Nói chung là nó hầm hố thì chưa ra hầm hố mà văn phòng cũng chưa ra văn phòng. Nhưng mà chưa hết nhá, các bạn nghĩ là chúng ta sẽ cắt giảm về thiết kế, cắt giảm về chất lượng hoàn thiện để chúng ta nâng cấu hình và nâng màn hình lên đúng không? Không, 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 không. Acer nói rằng ở đây chúng tôi không làm thế. Chúng ta vẫn sẽ chỉ có một cái màn hình 144Hz, 65% sRGB, rất là tiêu chuẩn và cơ bản dành cho hầu hết các laptop gaming hiện nay. Không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy việc là cái phiên bản Acer Nitro V của mình ở đây sẽ được có một cái option màn đẹp. Hiện nay thì thậm chí là mình còn chưa thấy option đấy bán ra trên thị trường luôn. Cấu hình thì chúng ta sẽ có là i5-13420H đi kèm với RTX 2060. Nghe xong thì các bạn sẽ thấy luôn đúng không? Nó cũng sẽ chỉ có một cái hiệu năng nó xem với lại 12450HX và RTX 2060 đang được trang bị ở trên lốc thôi đúng không? Mà như thế thì có nghĩa là gì ạ? Như mình đã nói trong video của lốc rồi, cái cấu hình này nó không tệ, tuy nhiên so ở trong tầm giá thì rõ ràng là nó đang thua thiệt quá nhiều hơn so với lại những cái đối thủ khác. Mà chưa kể là ở trong video lốc thì lốc nó còn gỡ được ở thiết kế, ở hoàn thiện, ở màn hình. Chứ còn quả Acer Nitro V này là mình thấy là chưa gỡ được cái gì rồi đấy. Thực sự thì ở trong hầu hết tất cả những cái năm trước đi, mình rất là thích cái cách mà Acer họ đang triển khai cái giải laptop gaming của họ. Họ có một cái lối đi rất là riêng nếu như phải so với tất cả những cái đối thủ khác ở trên thị trường. Chúng ta sẽ có dòng Nitro và dòng Helios sẽ tập trung vào hiệu năng cao, thiết kế hầm hố. Còn dòng Aspire thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó đơn giản, nó trung tính hơn và một cái hiệu năng nó vẫn đủ khỏe để cho các bạn học sinh, sinh viên có thể học tập và làm việc và sử dụng ở trong nhiều những cái môi trường cũng như là nhu cầu khác nhau. Thế nhưng mà năm nay thì cầm quả Acer Nitro V này xong thì mình thấy là Acer họ có một cái... À nhưng mà thôi, cái gì thì nó cũng có hai mặt của vấn đề cả đúng không? Thì như mình đã nói đầu video, nó cũng sẽ có những cái ưu điểm rất là riêng của chiếc laptop này mà chúng ta chắc chắn là sẽ phải công nhận. Thế thì cái ưu điểm đầu tiên mà mình muốn nói đến ở chiếc laptop này thì nó lại cũng chính nằm ở trong phần thiết kế luôn.
Mặc dù là ở trên thì mình có chê về thiết kế đấy, tuy nhiên thì nó sẽ có một cái điểm cộng rất nhỏ, đấy là chiếc laptop này nó được thiết kế về tổng thể rất là vuông vức và rất là gọn gàng. Khác với những chiếc laptop gaming hiện nay thì mình thấy đa phần đều có cái phần tản nhiệt nó được đưa ra phía sau, khiến cho tổng thể máy nó có phần nào đấy nó to và nó cồng kềnh hơn một chút. Thì Acer Nitro V nó lại có một cái tổng thể thiết kế nó cực kỳ gọn gàng và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể phần nào đấy có được những cái góc setup, góc làm việc hay là mang đi mang lại thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì Acer họ cũng lược bỏ đi một vài thứ không cần thiết, ví dụ như là những cái giải đèn LED RGB ở xung quanh máy mà hiện nay các hãng vẫn đang làm, để cho chúng ta có được một chiếc máy là cơ bản và gọn gàng nhất. Riêng cái này thì mình lại thấy là rất là ưng ý, tại vì nó vẫn kế thừa được những cái điểm tốt nhất, những cái điểm cốt lõi đến từ dòng Aspire 7. Và điểm mạnh thứ hai thì như bao dòng laptop gaming khác đến từ nhà Acer, chắc chắn đó sẽ là về tản nhiệt. Chiếc laptop này nó vẫn sẽ được trang bị những cái thành phần tản nhiệt mà có lẽ các bạn cũng sẽ rất là quen thuộc giống như mình, đó chính là hai quạt tản nhiệt này. Ống đồng thì cũng rất là nhiều, dày, khe lấy gió thì cũng rất là thoáng mát. Và phần nào đấy nhá, cái Egolip cũng chính là một trong những cái mà giúp cho chiếc laptop này nó có được cái lượng không khí nó ra vào tốt hơn, và từ đấy giúp cho tản nhiệt của chúng ta nó cũng phần nào là tốt hơn nếu như phải so với những mẫu laptop khác ở trên thị trường. Nói chung là chiếc laptop này thì nhược điểm nó có mà ưu điểm nó cũng có. Tuy vậy thì mình nghĩ rằng là chỉ với từng đấy ưu điểm, nó sẽ chưa thể nào mà bao biện được cho cái mức giá có đang phần hơi cao của chiếc Acer Nitro V tại thời điểm hiện tại. Nếu như mà sau này nó về đến với cái tầm giá là từ 15 đến 16 triệu giống như chiếc Aspire 7 trước đây, thì mình nghĩ rằng đó lại sẽ là một trong những cái option laptop nó rất là ngon mà các bạn nên tham khảo qua. Còn hiện tại thì với cái mức giá từ 17 triệu trở lên, có lẽ nếu như mà cùng một cấu hình đi thì chiếc Lenovo Lock nó có phần nào đấy sẽ vượt trội hơn so với lại Acer Nitro V. Ngoài ra thì chắc chắn là mình sẽ có video so sánh cụ thể giữa hai mẫu máy này để các bạn biết là cái máy nào nó sẽ hợp với nhu cầu của mình hơn. Còn bây giờ thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về chiếc Acer Nitro V này, có thể để lại cho mình comment ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio nha. Tạm biệt anh em. Lò vãi luôn.